Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão số 6 ở cách đảo Song Tử Tây quần đảo Trường Sa, khoảng 110 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 trừ 12 100 trừ 135 giờ, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 10 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-100 trừ 115 giờ, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh, phía Bắc vĩ tuyến 10,5 độ vĩ Bắc. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 40-50 giờ, giật cấp 7. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía đông bắc Campuchia. Bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa biển Đông bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 7-8 mét, biển động dữ dội. Khu vực bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Video, bão số 6 di chuyển nhanh vào đất liền Việt Nam. Từ đêm nay ngày 9 tháng 11, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật 14, sóng biển cao từ 4-6 mét, biển động dữ dội. Từ chiều tối mai, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 6. Từ đêm 9 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Từ đêm 9 tháng 11 đến 12/11 tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Nam Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên lên mức 2, sông nhỏ lên trên 2, các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bắc Khánh Hòa lên mức 2, 3 và trên 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên, riêng tại tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng và ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa thủy lợi xung yếu.